Gần 40 năm qua, nhiều người vẫn gọi ông Tám Ý là ông bụt của học trò nghèo, một ông bụt rộng lượng trong mắt bọn trẻ. Dù cuộc sống vẫn bình dị trong căn nhà, mà theo lời ông Tám, nó không có gì để mất. Khoản trợ cấp thương binh hàng tháng hơn 7 triệu đồng, ông dành hết trang trải học phí sách vở cho bọn trẻ. Ngày còn sức, ông Tám đảm đương thêm nhiều phần việc để kiếm thêm tiền, từ trèo cây, xúc đất, đến vay mượn rồi làm thuê trả dần. Cuộc sống dẫu tật nguyền chông chênh qua từng nấc thang đời, ông Tám vẫn mong mình là nấc thang vững chãi để học trò nghèo bước lên giảng đường đại học. Người ta chê tôi dữ lắm đó cô. Là người ta, nói như thế này nè, cái tên Tâm Ý nó thua con gà nữa. Là vì con gà trộn lúa trộn gạo ra, gà vẫn biết lượm gạo nó ăn. Yeah. Nhưng mà tôi nhận tiền rồi đó, tôi đem về tôi đưa cho mấy cháu dài dài hết trơn, nó đóng tiền học phí rồi tiền mua tạp sách đó. Anh em tôi đó nói là tôi là người mà ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm, rồi làm những chuyện bao đồng. Nói thì nói, nhưng mà tôi làm vẫn làm. Cứ mỗi lần hay tin ở đâu có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học giữa chừng là ông Tám lặn lội tìm đến hỗ trợ. Với ông, nuôi học trò nghèo cũng như nuôi vé số, mỗi lần các em được lên lớp là mỗi lần ông Tám trúng giải. Đặc biệt là tôi trúng một tấm vé số độc đắc là Nguyễn Văn Tài. Dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo nhà trường Đại học Cần Thơ, nó tập hợp sức cái tập thể giảng viên á, nó giảng 30 năm nữa, ra trường bao nhiêu lần cô? Nó đào tạo cho chung sức với tập thể giảng viên miền Tây, nó đào tạo cho miền Tây Nam Bộ bao nhiêu là sinh viên đại học. Thì cô xét coi cái này tôi phải là tôi đúng tờ giấy số độc đắc không? Đúng như ông Tám chia sẻ, ngay sau khi trở thành giảng viên ngành cơ khí chế tạo máy của trường Đại học Cần Thơ, thầy Tài tiếp tục đồng hành cùng ông Tám chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn như mình ngày trước. Ông giúp cho Tài, ông không nhận lại mà hy vọng Tài sẽ lấy số tiền đó đó, Tài giúp lại những bạn sau, những bạn khó khăn hơn. 80 tuổi, đơn độc, tỷ lệ thương tật 83%. Ông Tám vẫn chưa chịu ăn hưởng tuổi già. Trái lại, ông càng nỗ lực nhiều hơn, sống chắc chiêu hơn để dành tiền nuôi chữ cho những học sinh nghèo sắp bước vào năm học mới. Thu vui tuổi già của ông chỉ đơn giản là chăm tỉa cho những mầm non không cần đền đáp. Lão rằng lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa chờ trả ơn, nước trong rứa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chẳng sờn lòng đây.